Nay thì em xin trình bày cái bài cộng hưởng từ của hội chứng chẹn khớp vai và bệnh lý chóp xoay, là một bệnh lý khá là phổ biến gây đau vai, phổ biến thì đầu tiên là nói qua về cái hội chứng chẹn khớp vai là gì. Tên tiếng Anh của nó là shoulder impingement, thì đây là một cái nhóm bệnh lý được đặc trưng bởi cái sự chèn ép gân cơ bên trong khớp vai. Đang hiểu đây, và đây là một cái nguyên nhân đau phổ biến ở khớp vai, và nó thường gây ra viêm hoặc là tách gân cơ chóp xoay hoặc là viêm dính khớp vai. Đối với cái bệnh lý này thì cộng hưởng từ là có độ nhạy và độ đặc hiệu khá là cao. Thì em thời gian có hạn nên em xin trình bày luôn về cái cộng hưởng từ. Thì đầu tiên là về cộng hưởng từ thì mình phải đối với cái tư thế chụp thì có hai tư thế, đó là tư thế thường quy là cái tư thế mình hay chụp ấy ạ. Thì đây là cái tư thế thường quy thì bệnh nhân sẽ nằm ngửa, tay xuôi theo người, và mình lưu ý là cái ngón cái này mình sẽ hướng lên trên hoặc là tư thế trung gian. Cái điều này rất là quan trọng khi mà cái bệnh nhân chụp vào cái tư thế mà cái bàn tay xoay trong thì nó có thể gây trùng lớp gân cơ trên vai và dưới vai, là bị che lớp tổn thương. Ngoài ra thì có cái tư thế khác, đó là tư thế Eber. Cái tư thế Eber đó là cái bệnh nhân sẽ đưa cái tay lên trên và dạng ra ngoài này. Thì đối với cái tư thế này thì đánh giá cái tổn thương tách sụn viền rất là tốt. Tuy nhiên thì cái tư thế này thì cần phải cái coi chuyên biệt, và bệnh nhân thì cái thời gian làm thăm khám sẽ lâu hơn. Thì đối với cái tư thế thường quy của cái chụp cộng hưởng từ thì cái protocol chụp thì gồm có 4 chuỗi xung cơ bản. Đó là cái chuỗi xung đầu tiên luôn luôn sẽ có gồm PD phát sát ba hướng ạ. Corona sagittal ASEAN. Ngoài ra thì chúng ta sẽ chụp thêm cái T1 sagittal. Một vài bệnh viện thì người ta chụp T1 corona, tuy nhiên thì em sẽ giải thích vì sao mà chúng ta sẽ sử dụng sagittal. Về cái nhóm nguyên nhân gây ra cái hội chứng chạy khớp vai thì chúng ta sẽ chia làm hai nhóm nguyên nhân, đó là nguyên nhân ngoại sinh và nguyên nhân nội sinh. Nguyên nhân ngoại sinh thì đó là các nguyên nhân không phải do gân cơ hay cơ chóp xoay, nó gây ra hẹp đường da của khối cơ chóp xoay. Đây là nguyên nhân ngoại sinh trên cái hình minh họa đây ạ. Còn đối với nhóm nguyên nhân nội sinh thì các nguyên nhân từ gân hoặc là cơ chóp xoay, và thường là đi kèm với bất ứng khớp vai. Thì đầu tiên em sẽ trình bày về cái nguyên nhân ngoại sinh. Thì cái nguyên nhân ngoại sinh ở đây thì nó sẽ gồm có hai nhóm. Ta nhìn vào cái hình ảnh này thì nó sẽ chia làm hai nhóm, đó là cái nhóm chẹn khớp vai ở cái vị trí là dưới cái mỏm cùng vai, và thứ hai đó là chẹn khớp vai ở cái vị trí dưới mỏm quạng. Thì đối với cái chẹn khớp vai ở dưới mỏm cùng vai thì đây là cái nguyên nhân hay gặp nhất, chiếm đến 95% các nguyên nhân gây ra rách chóp xoay. Nó sẽ gây hẹp cái khoang giữa cái mỏm cùng vai và cái chỏm xương cánh tay này. Đối với cái vị trí mà chẹn dưới cái mỏm quạng thì nó sẽ gây hẹp ra cái khoảng khoang dưới mỏm quạng và chỏm xương cánh tay. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cái nguyên nhân hay gặp nhất, đó là nguyên nhân gây ra hẹp cái khoang dưới mỏm cùng vai và chỏm xương cánh tay, hay trên tên tiếng Anh sẽ là subacromial. Thì đầu tiên trên cộng hưởng từ thì chúng ta sẽ thấy cái khoang mỏm cùng vai và chỏm xương cánh tay đấy ạ. Chúng ta sẽ đánh giá ở trên hai chuỗi xung, đó là chuỗi xung corona và chuỗi xung sagittal đấy ạ. Thì cái khoảng này chúng ta sẽ đo bình thường nó sẽ là khoảng 8 đến 12 mm. Thì khi mà dưới 8 mm thì chúng ta sẽ đánh giá là có hẹp cái khoang này. Và trường hợp mà trên 12 mm thì nó rộng cái khoang này, thì trong những cái trường hợp mà có chấn khớp vai hoặc là tràn dính khớp vai. Thì các nguyên nhân mà gây ra hẹp cái khoang này thì chúng ta sẽ đánh giá, đó là đầu tiên là nói về cái hình thái của cái mỏm cùng vai, thứ hai nó có thể thoái hóa cái khớp cùng vai đòn, và cái thứ ba đó là dày cái dây chằng quạ cánh tay, quạ mỏm cùng vai. Cái đầu tiên đó là hình thái của cái mỏm cùng vai ạ. Thì theo cái phân loại của năm 1986 thì sẽ có 4 típ. Ở trong đó típ típ 2 hay gặp nhất, đó là chúng ta sẽ nhìn thấy cái mỏm cùng vai này nó hơi cong như này ạ. Còn típ 1 là dạng phẳng như này. Típ 3 thì nó là cái mỏm cùng vai có hình móc câu ạ. Và cái típ này thì là cái típ mà hay gây ra cái hẹp khoang dưới mỏm cùng vai nhất. Và tiếp 4 đó là nó sẽ cong ngược lên trên. Đây là cái hình minh họa của 4 cái tuyết của cái mỏm cùng vai. Đây là tiếp 1 đấy ạ. Mỏm cùng vai có dạng phẳng dẹt như này. Tiếp 2 nó hơi cong như này một chút. Tiếp 3 đó là hình móc câu. Chúng ta nhìn thấy cái móc câu này nó chút xuống, nó sẽ gây ra hẹp cái khoang dưới mỏm cùng vai đấy ạ. Tiếp 4 là nó cong ngược lên trên.
Ở đây thì em thường là để tên cái tiếng Anh nguyên bản, bởi vì dịch ra thì đôi khi nó sẽ không được chính xác. Cái tiếp theo mà cái nguyên nhân cái hình thái của cái mỏ cổ vai có thể gây ra hẹp bên khoang này đó là lateral sloping ạ. Định nghĩa như thế nào được gọi là lateral sloping, tức là khi mà chúng ta nhìn cái mỏ cổ vai này nó chít ra bên ngoài, và cái này chúng ta sẽ đánh giá trên cái chuỗi xung coronal. Đây chúng ta sẽ nhìn đây là cái hình minh họa đấy ạ. Ở đây trên là hình ảnh cộng hưởng từ trên chuỗi xung coronal. Thì tức là khi cái bờ ngoài của cái mỏ cổ vai này chích chích xuống dưới hơn so với cái đầu ngoài của cái xương đòn, thì như vậy chúng ta gọi là cái lateral downward sloping. Ngoài ra thì một số tác giả thì để khẳng định là có lateral downward sloping thì chúng ta sẽ đo cái góc góc tạo bờ giữa cái mặt dưới của cái mỏ cổ vai và đi qua cái bờ chảo như này. Khi mà nó dưới 70 hoặc 75 độ thì tức là đã có cái hình thái bất thường này và gây hẹp khoang dưới mỏ cổ vai. Cái hình thái tiếp theo của cái mỏ cổ vai có thể gây ra hẹp cái khoang này đó là cái anterior down sloping. Chính bởi vì anterior nên là chúng ta sẽ phải đánh giá trên chuỗi xung sagittal này ạ. Thì bình thường thì cái mỏ cổ vai nó sẽ đi chất lên trên như thế này. Thì khi mà nó có cái hình thái mà nó đi chết xuống dưới như này thì tức là cái mỏ cổ vai đang chết xuống dưới ra thân và ra trước, gây ra hẹp cái khoang dưới cổ vai. Đây là cái hình minh họa rất là dễ nhìn. Chúng ta sẽ đánh giá trên chuỗi xung sagittal đây ạ. Cái mỏ cổ vai nó chết xuống như thế này. Và đối với những người mà nhìn cộng hưởng từ không quen ấy, thì đánh giá khi mà gọi là phía trước thì chúng ta sẽ nhìn đây sẽ là cái mỏ quạ. Cứ mỏ quạ ở đâu thì đấy là cái phía trước của khớp vai. Cái hình thái tiếp theo của cái mỏ cổ vai đó là low lying ạ. Cái này cũng chúng ta cũng vẫn đánh giá trên cái chuỗi xung coronal. Thì cái low lying này khi mà chúng ta sẽ nhìn thấy cái bờ dưới của cái mỏ cổ vai nó nằm phía dưới so với cái đầu ngoài của cái xương đòn. Cái này chúng ta sẽ phân biệt với cái lateral downward sloping, tức là cái này thì nó chỉ ở dưới thôi nhưng mà nó không đi chết ra ngoài giống như cái lateral này. Một cái nguyên nhân tiếp theo có thể gây ra hẹp cái khoang dưới mỏ cổ vai là một cái gai xương hay còn gọi là acromion spur ạ. Thì cái gai xương này thì chính là cái gai xương vị trí của cái mỏ cổ vai này nó cũng gây hẹp cái khoang này. Cái này chúng ta sẽ đánh giá trên chuỗi xung sagittal hoặc là coronal. Đây là cái hình minh họa của cái gai xương tại cái mỏ cổ vai và gây hẹp cái khoang dưới mỏ cổ vai đấy ạ. Cái nguyên nhân tiếp theo vẫn là trong nhóm nguyên nhân ngoại sinh, đó là cái tình trạng cốt hóa không hoàn toàn của cái mỏ cổ vai. Đây là cái hình minh họa đây. Chúng ta sẽ nhìn thấy một cái khớp giả đây, cái khớp tại cái vị trí mỏ cổ vai hay gọi là hiện tượng cốt hóa không hoàn toàn đấy. Thì cái chính cái cốt hóa không hoàn toàn này nên là dẫn đến cái tăng di động của cái mỏ cổ vai. Chúng ta sẽ đánh giá cái này trên cả ba chuỗi xung, tức là chuỗi xung nào mà dễ nhìn nhất chúng ta sẽ đánh giá. Và chúng ta sẽ tránh nhầm với cái cốt hóa không hoàn toàn này với cái khớp cùng vai đòn. Một nhóm nguyên nhân khác đó là cái tình trạng thoái hóa của cái khớp cùng vai đòn đấy. Thì đây là cái hình ảnh thoái hóa của khớp cùng vai đòn, và cái nguyên nhân này thường sẽ là gặp ở những bệnh nhân nhiều tuổi, thường là có tình trạng thoái hóa và có dịch ở trong khớp. Thì khi mà cái khớp thoái hóa nó sẽ dẫn đến phì đại các đầu xương nó sẽ gây hẹp cái khoang dưới mỏ cổ vai đấy. Và cái hình ảnh của thoái hóa là chúng ta sẽ đánh giá trên cả hai chuỗi xung, đó là sagittal và coronal. Một cái nhóm nguyên nhân khác đó là cái tình trạng dày của cái dây chằng giữa quạ và cái mỏ cổ vai ạ. Cái dây chằng này trên cộng từ chúng ta sẽ đánh giá trên chuỗi xung sagittal này ạ. Đây là cái hình minh họa nối giữa cái mỏ quạ và cái mỏ cổ vai. Thì trên cái cộng từ cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ nhìn trên cái chuỗi xung sagittal, đây sẽ là cái mỏ quạ đấy ạ và đây sẽ là mỏ cổ vai. Thì đây sẽ là cái dây chằng nối giữa hai cái vị trí này, và nó được gọi là dày khi mà nó khoảng trên khoảng 3 mm. Đây cũng là cái hình minh họa rồi cái việc dày của cái dây chằng mỏ cổ vai và mỏ quạ đấy ạ. Như vậy là tổng kết các nguyên nhân mà có thể gây ra chẹn khớp vai ở cái vị trí dưới mỏ cổ vai. Thì đây là các gồm có 3 nhóm nguyên nhân chính. Đầu tiên là hình thái của cái mỏ cổ vai, thứ hai đó là cái tình trạng của cái khớp cùng vai đòn, và cái thứ ba đó là dây chằng quạ mỏ cổ vai ạ. Thì chúng ta sẽ nhìn lại một chút, thì đối với cái hình thái của cái
mỏng cái vai đấy ạ. Thì đối với cái bốn típ này thì cái típ ba đó là cái típ mà dễ gây ra cái hẹp khoang dưới mỏng vai nhất, và chúng ta sẽ đánh giá ở trên cái chuỗi xung là sagittal. Cái tiếp theo đó là anterior downsloping, tức là chết chúng là trước ạ, chúng ta sẽ đánh giá trên sagittal này. Đối với cái lateral downsloping tức là hướng ra bên ngoài ạ, chúng ta sẽ đánh giá trên coronal. Tiếp theo đó là cái low lying, tức là cái mỏng vùng vai nằm ở phía thấp hơn so với cái đầu ngoài xương đòn ạ, chúng ta sẽ đánh giá trên coronal này. Còn các đối với cái thoái hóa khớp cổ vai đòn thì chúng ta sẽ đánh giá trên cả hai chữ xung, coronal và sagittal. Đối với cái dây chằng quạ và mỏ vùng vai thì chúng ta sẽ đánh giá trên chữ xung sagittal. Sang cái nguyên nhân thứ hai đó là cái vị trí mà hẹp cái khoang dưới mỏng quạ. Thì đây là cái hình ảnh minh họa của cái hẹp khoang dưới mỏng quạ đấy ạ. Thì cái khoang này chúng ta trên cộng hưởng từ chúng ta sẽ đánh giá trên chữ xung ASEAN đấy ạ. Đây sẽ là cái vị trí, đây là mỏng quạ, đây là trỏm xương cánh tay, và cái gân cơ ở giữa này sẽ là gân cơ dưới vai. Và cái khi mà đánh giá là hẹp khi mà cái khoảng cách này dưới 11 mm, và cái cấu trúc mà hay bị tổn thương ở cái vị trí hẹp này đó là thường cái gân cơ dưới vai ạ, hoặc là cái đầu dài của gân cơ nhị đầu. Ngoài ra thì có thể là dây chằng của chào cánh tay giữa. Đây là cái hình minh họa của cái hẹp khoang dưới mỏng quạ đây ạ. Chúng ta đo đây là cái khoảng cách này là có 4 mm, 3,58 ạ. Và đây là cái vị trí hẹp hẹp khoang dưới mỏng quạ và gây ra cái tình trạng rách bán phần của cái gân cơ dưới vai. Kết thúc cái nhóm nguyên nhân ngoại sinh thì em xin trình bày tiếp, đó là nhóm nguyên nhân nội sinh. Thì nhóm nguyên nhân nội sinh tức là cái tổn thương tại cái gân cơ chóp xoay, thì cái này thường là hay gặp ở cái vị trí ở phía sau sau dưới của cái tại cái khớp vai, và nó thường gặp ở những cái bệnh nhân vận động viên hoặc là những cái công việc mà có động tác ném qua đầu ấy. Thì cái tổn thương này thường gây ra do sự va chạm giữa cái gân cơ chóp xoay và do giữa trỏm xương cánh tay và bờ sau trên hồi chảo. Đây là cái hình minh họa của cái tổn thương ở những cái vận động viên mà hay dùng tay ném qua đầu đấy ạ. Trên cộng hưởng từ thì cái tổn thương hay gặp đó là các vị trí ở phía sau của gân cơ trên gai. Các vị trí phía trên của gân cơ dưới gai. Ngoài ra thì thường chúng ta sẽ bắt gặp các tổn thương ở cái ở trỏm xương cánh tay, đây chính là cái hẻ ngang xương ấy, do cái sự va chạm ở cái phía sau của cái trỏm xương cánh tay này. Ngoài ra thì có thể tổn thương ở tiền. Đây cũng là hình minh họa của cái nhóm tổn thương nội sinh ạ. Đây là cái tổn thương vị trí của cái phía sau của gân cơ trên gai. Vị trí đây là cái tổn thương của cái trỏm xương cánh tay, cái ngang xương ạ. Và đây là tổn thương sụn viền. Tổn thương sụn viền có thể đánh giá trên chuỗi xung ASEAN hoặc là sagittal. Tiếp theo thì em sẽ trình bày tiếp về cái bệnh lý chóp xoay. Thì hai cái bệnh lý này thường là sẽ liên quan trực tiếp với nhau. Thì về cái mặt bệnh giải phẫu thì về mặt giải phẫu chắc là không cần phải nói nhiều mọi người quá hiểu về cái giải phẫu của cái chóp xoay rồi. Thì gân cơ chóp xoay thì gân cơ chóp xoay thì thường sẽ gồm có 4 gân chính và 1 gân phụ. 4 gân chính ở đây thì gồm có gân cơ trên gai đấy ạ. Đây sẽ là gân cơ trên gai. Tiếp theo đó là gân cơ dưới gai. Gân cơ dưới gai mặt sau ạ. Mặt trước thì chúng ta sẽ có gân cơ dưới vai. Ngoài ra thì có gân cơ tròn bé và gân cơ nhị đầu thì là một gân phụ trong cái hệ thống nhóm gân cơ chóp xoay. Thì cái bệnh lý chóp xoay này thì nó thường cái nguyên nhân của nó là 95% là do cái hội chứng chạy khớp vai mà em vừa trình bày. Ngoài ra thì có thể 5% là do chấn thương. Rách chóp xoay ở người trẻ thì thường nó có thể đi kèm với gãy bong điểm bám hoặc ô độc lớn. Trên cộng hưởng từ thì cái vai trò của mình thì mình cái việc mà đánh giá số cân bị tổn thương và mức độ co rút thì có ý nghĩa lâm sàng hơn là so với kích thước của đường rách. Như vậy là trên cộng hưởng từ thì mình cần phải đánh giá cái yếu tố gì trong cái bệnh lý chóp xoay. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải đánh giá kích thước của đường rách gồm có chiều rộng và chiều dày. Thứ hai là hình thái đường rách như thế nào. Thứ ba là cái mức độ co rút gân, đặc biệt là những trường hợp mà có cái rách gân hoàn toàn. Tiếp theo đó là mức độ lan rộng đến các cấu trúc lân cận. Ngoài ra chúng ta phải đánh giá cái khối cơ là có teo cơ và thâm như mỡ mức độ nào. Và cái nguyên nhân
cái rất là quan trọng đó, chúng ta phải đánh giá cái nguyên nhân gây ra cái bệnh lý trong xoay. Thì ở đây thì em lưu ý mọi người về cái thuật ngữ để mình có thể thống nhất được cái bệnh lý ở trong xoay. Thì đầu tiên đó là rách bán phần. Đối với cái rách bán phần này thì khi nào được gọi là rách bán phần? Khi mà cái đường rách này không đi qua toàn bộ cái chiều dài của gân. Trong cái rách bán phần này thì người ta sẽ phân loại, đó là đây là cái rách bán phần ở mặt khớp đấy ạ, rách bán phần mặt mặt dịch và mặt rách bán phần ở trong gân hay còn gọi là nội gân đấy. Thì đầu tiên sẽ đi vào cái rách bán phần ở cái mặt khớp. Thì cái mặt khớp thì tức là cái vị trí rách này nó sẽ tiếp giáp với cái chỏm xương cánh tay đấy. Đây là cái hình ảnh của rách bán phần mặt khớp đấy. Thì cái rách bán phần mặt khớp này thì khi mà sử dụng cộng hưởng từ tiêm khớp, tiêm nội khớp thì chúng ta sẽ nhìn thấy phần rách. Trong cái rách bán phần mặt khớp này thì có một vài cái phân loại đặc biệt, đó là cái rim rentre, tức là cái rách bán phần ở cái vị trí bám của mỗi động lớn. Cái thứ hai đó là cái pastal lesion, thì cái rách bán phần này tức là cái dạng đường lóc ạ, lóc dọc theo cái mặt khớp của cái gân cơ trên gai. Thì hai cái trường hợp này thì cái tiên lượng nó sẽ khác nhau. Cái phân loại tiếp theo ở trong cái bazotere đó là cái bursal size, tức là cái rách rách bán phần ở cái vị trí bao mặt dịch ạ. Tức là trong cái đây là cái vị trí rách mà nó sẽ tiếp giáp với cái bao mặt dịch ở dưới mỏ cổ vai. Đây chúng ta có thể nhìn thấy minh họa đây ạ. Thì đây là cái vị trí của cái bao hoạt dịch dưới mỏ cổ vai và cơ delta đây ạ. Thì cái vị trí rách này nó sẽ tiếp giáp với cái mặt khớp. Vì vậy người ta sẽ gọi là rách ở pha số the cái dạng mặt khớp. Và khi mà chúng ta sử dụng cộng hưởng từ tiêm nội khớp thì chúng ta sẽ không nhìn thấy cái đường rách này. Bởi vì cái tiêm nội khớp nó chỉ ở trong cái khớp thôi. Đây là cái hình minh họa của cái rách, cái bán phần mặt khớp đấy ạ. Mặt là hoàn gì. Cái phân loại tiếp theo ở trong cái rách bán phần đó là cái rách rách bán phần nội gân. Thì đây là đường rách mà ở trong gân không thông với mặt khớp hay cả mặt hoạt dịch, và thường là chúng ta sẽ không nhìn thấy khi mà sử dụng cái cộng hưởng từ tiêm nội khớp. Như vậy là trong cái rách bán phần thì chúng ta cần phải đánh giá những cái gì? Đó là đầu tiên chúng ta phải phân loại. Thì có ba phân loại, đó là rách bán phần mặt khớp, mặt hoạt dịch và nội khớp. Trong cái mặt khớp này thì có hai loại đặc biệt, đó là rim tear, tức là cái rách bán phần ở cái vị trí mỗi động lớn. Cái thứ hai là pastal tear thì đó là rách ở cái dạng lóc. Ngoài ra thì chúng ta phải đánh giá được cái độ dày, độ sâu của cái đường rách. Khi mà rách trên 6 mm thì được gọi là rách trên 50% của gân. Trong cái điều trị của cái rách bán phần thì thường sẽ là ưu tiên bảo tồn. Khi mà rách trên 6 mm hay là trên 50% của gân thì thường có thể là nghĩ đến phương án từ phẫu thuật khi mà cái điều trị bảo tồn thất bại. Cái phân loại tiếp theo của cái tổn thương trong xoay đó là cái rách toàn phần. Trong cái rách toàn phần này tức là khi mà cái đường rách này đi qua toàn bộ chiều dài của gân gây thông thương giữa cái mặt mặt khớp và cái mặt hoàn dịch. Trong cái phân loại này thì chúng ta lại có hai cái định nghĩa, đó là cái incomplete wound thickness và complete. Thì như thế nào thì gọi là cái như thế nào thì gọi là incomplete, là khi mà chúng ta nhìn thấy cái đường rách này nó gây thông thương giữa mặt khớp và mặt hoạt dịch nhưng mà nó không đi hết cái chiều dài của gân. Còn trong cái trường hợp này thì tức là rách cả ở mặt trên dưới và cái mặt trước sau ạ, tức là rách toàn bộ của gân cả ở các mặt luôn. Thì trong cái tổn thương này thì chúng ta cần phải đánh giá gì ở trên cộng hưởng từ? Đó đầu tiên chúng ta phải đánh giá được kích thước của đường rách. Thì chúng ta sẽ đo trên cái cả hai mặt phẳng, đó là mặt phẳng corona và sagittal ạ. Thì trên mặt phẳng corona thì chúng ta sẽ đánh giá được chiều chiều ngang của đường rách, đây là chiều trước sau. Theo cái phân loại của đề Oreo thì sẽ rách nhỏ khi mà dưới 1 cm, rách vừa từ 1 đến 3, rách rộng từ 3 đến 5 và rách lớn là trên 5, và chúng ta sẽ tính cái chiều lớn nhất hoặc là trên corona hoặc là sagittal. Trong cái tổn thương mà rách toàn phần thì chúng ta cần phải đánh giá mức độ co rút gân. Thì sẽ có 3 độ của cái mức độ co rút gân. Đầu tiên đó là cái rách hoàn toàn nhưng mà gân không bị co rút ở phía bên trong.
Mức độ thứ hai đó là cái gân này nó có rút ở ngang mức của trò xương cánh tay, và mức độ thứ ba đó là ngang mức của cổ chào. Đây là ba cái phân loại của cái mức độ con rút gân đấy ạ. Cái tổn thương tiếp theo chúng ta cần phải đánh giá đó là cái mức độ teo cơ. Thì nó sẽ có ba mức độ teo cơ ở trong cái tổn thương rách toàn phần. Thì một cách để đánh giá nhanh nhất đó là trên cái mặt phẳng ở sagittal này ạ, đặc biệt là mặt phẳng ở sagittal của T1 năm phát sát ạ. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy chúng ta sẽ kẻ một đường mà đi qua giữa gai vai ạ, hai đỉnh của gai vai. Thì bình thường là cái cơ nó phải phồng như này ạ, thì khi mà nó có teo cơ thì tức là nó sẽ nằm dưới đường, thì nó cũng sẽ có ba mức độ. Và cái này thì mình đánh giá một cách tương quan đấy ạ, tức là cứ khi mà nó ở dưới cái đường này thì tức là đã có teo cơ. Cái yếu tố tiếp theo chúng ta phải đánh giá đó là cái mức độ thoái hóa mỡ. Thì cái thoái hóa mỡ này thì cũng chia làm 4 mức độ đấy ạ. Dựa vào cái mức độ thâm như mỡ và chúng ta đánh giá ở trên cái chuỗi xung T1 sagittal, thì độ 1 thì nó chỉ có một vài dải mỡ ở trong cái cuối cơ. Độ 2 khi mà thâm như mỡ dưới 50%. Độ 3 là khoảng 50% và độ 4 là trên 50%. Đây chúng ta có thể nhìn hình minh họa đây ạ. Thì đây có thể đánh giá đây là sẽ béo thâm như mỡ ở mức độ 2. Như vậy thì trong cái tổn thương mà rách toàn phần thì trên cộng hưởng từ chúng ta cần phải đánh giá những cái gì? Thì đầu tiên là chúng ta phải xem nó là cái incomplete hay là complete tear. Thứ hai là chúng ta sẽ phải đánh giá cái kích thước của cái đường rách. Ngoài ra thì chúng ta phải đánh giá mức độ thoái mỡ và mức độ co rút gân. Đây là các yếu tố rất là quan trọng ở trong cái tiên lượng điều trị cho bệnh nhân. Về điều trị của cái rách toàn phần này thì cái kích thước đường rách ảnh hưởng đến cái lựa chọn phương pháp điều trị. Thường là đường rách là trên 1 cm vuông thì hạn chế điều trị bảo tồn thường là phẫu thuật. Phẫu thuật không chỉ định khi mà đường rách trên 4 cm. Đối với cái đường rách rộng và lớn thì thường ưu tiên mổ mở. Đường rách rộng lớn thì cái thời gian hồi phục sẽ chậm và nguy cơ tái phát sẽ cao hơn. Như vậy thì em xin đưa ra một cái bài để tổng kết. Thì đầu tiên đó là cái chụp cộng hưởng từ thường quy đối với khớp vai, thì luôn luôn nhớ là dùng có 4 chuỗi xung cơ bản, đó là PD phát sát ba hướng và T1 sagittal 5 phát sát. Đối với cái bệnh lý chẹn khớp vai thì có hai nhóm nguyên nhân chính, đó là nhóm nguyên ngoại sinh và nhóm nguyên nhân nội sinh. Nhóm nguyên nhân ngoại sinh thì chúng ta phải luôn luôn để ý đến cái hình thái của mỏ cùng vai, cái khớp cùng vai đòn và cái tổn thương của cái mỏ cùng vai cơ hóa không hoàn toàn. Cái tổn thương gân cơ trong xoay thì đây chúng ta cần phải đánh giá trên cộng từ các yếu tố như này, và ngoài ra phải đánh giá các yếu tố liên quan khác, đó là cái thoái hóa mỡ và cái thoái hóa mỡ và cái thoái hóa cơ trong cái tổn thương trong xoay. Em có hai cái thì nói chung là mỗi người có một cái cách tiếp cận ở trong cái hình ảnh của khớp vai. Thường thì em sẽ tiếp cận theo hướng là sẽ nhìn cái corona này mình tổng quan trước. Thì đây là trên cái hình ảnh corona cộng hưởng từ đấy ạ. Như vậy chúng ta nhìn thấy cái protocol chụp ở trên cộng hưởng từ này thì khá là chuẩn, với ba chuỗi xung PD 5 phát sát và một chuỗi xung là T1 sagittal này ạ. Thì trên cái PD phát sát của trên tư thế corona này chúng ta sẽ nhìn, đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn ngay thấy cái dịch ở cái bao hoạt dịch dưới mỏ cùng vai và trọng xương cánh tay này ạ. À, bao hoạt dịch dưới mỏ cùng vai và cơ delta. Thì thường là cái bao hoạt dịch ở cái khớp vai thì sẽ không có dịch, khi mà nó có dịch thì mình khẳng định ngay đó là cái viêm viêm cái bao hoạt dịch này. Thứ hai là chúng ta sẽ nhìn nhanh là đây sẽ là gân cơ trên gai đấy ạ. Chúng ta sẽ nhìn đây sẽ là có cái tổn thương ở cái vị trí bám của gân cơ trên gai. Và ở trên cái tư thế corona này thì chúng ta sẽ nhìn đây nó sẽ có cái gần giống như một cái lateral downsloping ạ. Tức là cái mỏ cùng vai nó hơi chích ra ngoài và chích xuống dưới.
so với cái bề ngoài của cái xương đòn này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy có cái thoái hóa với khớp cùng mày đòn này. Tiếp theo thì em sẽ đánh giá trên cái mặt phẳng sagittal pedipassat. Thì cái mặt phẳng này chúng ta sẽ đánh giá các khối khối cơ và các điểm giảm cân khá là tốt. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn ở trên đây là gân cơ trên gai ạ. Gân cơ dưới gai và đây là gân cơ dưới vai. Thì chúng ta sẽ lăn tiếp vào cái vị trí điểm bám. Thì đây là gân cơ trên gai thì ta sẽ nhìn thấy đây là cái tại vị trí điểm bám đấy ạ. Nó có cái tình trạng là rách bán phần tại cái mặt mặt hoạt dịch đấy ạ. Tức là cái mặt nó tiếp khớp với cái bao hoạt dịch, đây thì gọi là mặt hoạt dịch. Và ở cái hình ảnh chúng ta nhìn thấy cái mỏm cùng vai đấy ạ. Mỏm cùng vai thì cái có một cái đầu nó chúc xuống như này. Thì đây sẽ là cái thai tree ạ. Hay là húc đấy ạ, cái một dạng cần câu. Thì cái hình thái này sẽ gây ra hẹp cái khoang mỏm cùng vai và trỏm xương cánh tay, và nó có thể là cái nguyên nhân mà gây ra cái tổn thương bệnh lý của cái gân cơ trên gai. Ở cái mặt phẳng này chúng ta nhìn cái thoái hóa khớp cùng vai đòn khá là tốt với cái phì đại của đầu xương và có dịch ở trong khớp đấy. Đối với cái tình trạng gân gân cơ trên gai và gân cơ cơ dưới gai và gân cơ dưới vai thì chúng ta cũng vẫn tiếp tục lăn để nhìn thấy cái vị trí điểm bám. Thì vị trí điểm bám đây có thể gọi là bình thường. Cái xung tiếp theo tiếp cận đó là cái xung T1 năng phát sát. Thì đầu tiên chúng ta nhìn rất là tốt cái việc là cái thoái hóa mỡ đây. Đây là cái tình trạng thoái hóa mỡ của gân cơ trên gai này. Đây là khối cơ, còn đây là cái tình trạng thoái hóa mỡ đấy ạ. Thì chúng ta nhìn nhanh thì có thể đánh giá đây là cái thoái hóa mỡ mức độ 1. Thứ hai là chúng ta đánh giá cái tình xương khá là tốt. Đây chính là cái mỏm cùng vai. Còn đây là các khối cơ, gân cơ, cơ dưới vai và gân cơ dưới dưới gai có thể là bình thường. Tiếp theo cái xung cuối cùng em tiếp cận đó là trên dưới xung ASEAN pedipassat. Thì đây chính là cái mỏng quạ đấy ạ, mỏng quạ và đây trỏm xương cánh tay. Thì cái vị trí ở giữa này chính là gân cơ dưới vai, và chúng ta nhìn đây gân cơ dưới vai có thể gọi là bình thường, và cái khoảng giữa mỏng quạ và trỏm xương cánh tay này cũng gần như là bình thường. Đây là gân cơ nhị đầu đấy ạ, đầu dài gân cơ nhị đầu. Như vậy nói nó chốt lại là trong cái cây minh họa này thì đầu tiên đó là chúng ta khẳng định đây là con rách bán phần cái mặt mặt hoạt dịch của cái gân cơ trên gai, và nó sẽ có cái hẹp khoang dưới mỏm cùng vai trỏm xương cánh tay do cái lateral downsloping và cái mỏm cùng vai hình thái tip 3 đấy. Ngoài ra đây là cái viêm của cái bao hoạt dịch dưới mỏm cùng vai và cơ delta, viêm thoái hóa khớp cùng vai đòn. Và chúng ta bổ sung thêm đó là có tình trạng thoái hóa mỡ của gân cơ trên gai độ 1. Sau cái kê lâm sàng thứ hai đây là bệnh nhân nam 70 tuổi với tình trạng đau khớp vai mãn tính. Thì ở trong cái kê minh họa này thì tác giả chỉ đưa ra hai chuỗi xung. Thì thời gian đưa cái kê này để mình nhìn đó là cái tổn thương mà cái chẹn là cái vị trí mỏ quạ trỏm xương cánh tay. Thì cái vị trí đấy chúng ta sẽ đánh giá trên chuỗi xung ASEAN. Và đây trên ASEAN thì cái mỏ quạ và trỏm cái khoang mỏ quạ và trỏm xương cánh tay đấy ạ. Thì cái khoang này tác giả đo sẽ được 6 mm và khi khẳng định là hẹp khi mà nó dưới 11 mm. Và đây chúng ta lăn thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó có cái tổn thương viêm của cái gân cơ dưới vai. Thì như vậy đây sẽ là cái sắc mà coracoid impingement. Ngoài ra ở đây thì có cái viêm viêm cái bao hoạt dịch ở dưới mỏng quạ nữa. Tức là mọi người cứ lưu ý là bình thường cái khoang hoạt dịch là luôn luôn không có dịch,
chỉ khi nào mà tức là khi nó có dịch thì mình có thể khẳng định ngay đó là có cái tình trạng viêm của cái bao hoạt dịch đấy. Đây là bao hoạt dịch dưới mỏng quạ đây. Như vậy chốt lại thì cái cây này đó là có cái tình trạng viêm gân cơ dưới vai do cái hẹp khoang dưới mỏng quạ trong xương cánh tay và viêm cái bao hoạt dịch dưới mỏng cùng vai. Bài trình bày của em đến đây là hết ạ.